này thiện hiện vị trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai không hai phần không phân biệt không đoạn diệt vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tám giải thoát thanh tịnh, vì tám giải thoát thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vị trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên tám tháng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh. Vì tám tháng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc tám tháng xứ chín định thứ đại, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh. Vì bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên pháp môn giải thoát không thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh, vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát không thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên mười địa Bồ Tát thanh tịnh, vì mười địa Bồ Tát thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc mười địa Bồ Tát thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh, vì năm loại mắt thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên sáu phép thần thông thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt này thiện hiện vì trí nhất thiết trí thanh tịnh nên mười lực phật thanh tịnh vì mười lực phật thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc quả vị độc giác thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì trí nhất thiết trí thanh tịnh, nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, nên quả vị độc giác thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh hoặc muốn điều không sợ cho đến 18 pháp phật bất cộng thanh tịnh hoặc quả vị độc giác thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt.